Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử cầu thủ Trần Đình Trọng. Cầu thủ Trần Đình Trọng sinh ngày 25 tháng 4 năm 1997 là một cầu thủ bóng đá người Việt Nam trưởng thành tại Lò Đào Tạo Công an Nhân dân FC. Hiện anh cũng đang chơi cho Hà Nội FC và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở vị trí trung vệ. Đình Trọng có nhiều biệt danh như Trọng Ịt và Trọng Sơ Vi. Nguyên nhân là do anh có phong cách ăn mặc rất chỉn chu, ngay cả khi ra sân thi đấu anh cũng đóng thùng. Ngoài ra, thói quen của anh là gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Với biệt danh Trọng Ịt xuất phát từ lý do anh có cơ địa khác biệt với nhiều cầu thủ nên khá dễ bị béo. Trần Đình Trọng cũng cẩn trọng trong việc ăn uống, anh giảm ăn tinh bột và luyện tập vận động để không có năng lượng dư thừa bị tăng cân. Bố của tuyển thủ Trần Đình Trọng tên là Trần Văn Hùng, mẹ là bà Nguyễn Thu Hương. Cả hai rất ủng hộ sự nghiệp của các con và thường xuyên theo dõi con thi đấu. Những giải thưởng, huy chương, bằng khen của Đình Trọng được cả nhà cất giữ rất cẩn thận. Em trai của Trần Đình Trọng tên là Trần Thanh Bình, sinh năm 2003. Từ nhỏ, cả hai rất yêu thương nhau. Cậu em cũng muốn xin vào đội trẻ của Hà Nội FC luyện tập. Đình Trọng cũng từng ngăn cản vì cầu thủ phải được đào tạo từ 11 đến 13 tuổi, còn Thanh Bình lúc đó là 15 tuổi. Nhưng cậu bé đã thuyết phục anh trai và bố mẹ. Và rồi anh là thành viên của đội U17 Hà Nội đầu năm 2019. Nhưng áp lực quá lớn khi có nhiều sự cạnh tranh từ các bạn bè đồng trang lứa khiến cậu bé bị choáng ngợp. Đình Trọng cũng là cái bóng lớn khiến Thanh Bình phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa. Đình Trọng có bạn gái tên là Trang, với biệt danh là Trang Heo, quê ở Điện Biên. Cả hai yêu nhau hơn 7 năm và thường xuyên chia sẻ ảnh tình cảm trên mạng xã hội. Được biết, cô gái lớn hơn anh 2 tuổi và có cuộc sống khá khép kín. Cả hai yêu nhau từ thời cấp 3, khi anh còn thi đấu ở những giải đấu trẻ. Cả hai công khai chuyện tình cảm nhân dịp kỷ niệm Valentine năm 2014. Cô gái thường xuyên đón sinh nhật của Trọng bên mâm cơm gia đình của nam cầu thủ. Cả nhà rất yêu thương cô. Đình Trọng chơi ở vị trí trung vệ nên đòi hỏi sự tập trung cao độ. Với tính cách điềm tĩnh, anh thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình. Đình Trọng có khả năng đọc tình huống nhanh và có quyết định quyết đoán nên hiếm khi anh bỏ lỡ tình huống quan trọng. Thỉnh thoảng Đình Trọng cũng phạm những lỗi cơ bản với đối thủ nhằm ngăn chặn cơ hội phản công và ghi bàn của họ. Sự dứt khoát trong thi đấu khiến đối thủ thường xuyên bị lạc nhịp khi tấn công. Ngoài ra, chàng trai này cũng được chú ý khi có khả năng phát động đội tấn công. Tuy chưa có điểm sáng chói lọi trong sự nghiệp nhưng với lối chơi chắc chắn, anh là nhân tố quan trọng của đội bóng. Anh cũng tạo lên sự an tâm cho các đồng đội cùng tham gia. Năm 2013, anh thi đấu ấn tượng cho đội U17 Hà Nội TNT và giành huy chương đồng U17 quốc gia năm 2013. Năm 2014, anh được huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng gọi về câu lạc bộ Công an Nhân dân thi đấu ở giải hạng nhì. Anh tham gia câu lạc bộ này một mùa giải và giúp đội bóng thăng hạng, sau đó chuyển sang cho câu lạc bộ Sài Gòn, hiện nay đổi tên là Sài Gòn FC. Trần Đình Trọng tham gia vào câu lạc bộ Sài Gòn theo biên chế cho mượn thi đấu trong 3 mùa giải, gồm giải hạng nhất năm 2015 và mùa giải V-League năm 2016 và 2017. Tham gia V-League 2016 và 2017, anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung vệ và trở thành trung vệ nội trẻ nhất V-League năm đó. Sau sự phát triển vượt trội của Trần Đình Trọng ở mùa giải V-League và giải vô địch bóng đá U23 châu Á năm 2018, Hà Nội TNT đã đưa anh trở lại thi đấu cho câu lạc bộ. Kết thúc mùa giải năm 2018, anh ra sân 14 trận. Mùa giải năm 2019, anh tham gia 6 trận. Và mùa giải năm 2021, anh tham gia 5 trận cho câu lạc bộ Hà Nội. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.